Con trai bà Tân Vlog tá hỏa vội xóa loạt clip quảng cáo mật ong sau khi VTV sờ gáy mật ong giả. Dân mạng đồng loạt trố mắt bất ngờ khi Hưng Vlog, YouTuber hơn 1 triệu người đăng ký, con trai bà Tân Vlog lại có động thái xóa sạch các video quảng cáo mật ong ngay sau khi VTV đưa tin cảnh báo về mật ong giả. Chàng trai quê Bắc Giang Nguyễn Văn Hưng hay còn được nhớ đến là Hưng Vlog. Anh là một YouTuber khá có tiếng trong thị trường hiện tại khi đang sở hữu một kênh YouTube lên đến hơn 1 triệu người đăng ký. Ngoài ra, trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác, anh cũng nhận về hàng trăm nghìn người theo dõi. Đây là những con số ấn tượng không phải ai cũng có thể có được, đặc biệt hơn là đối với những người trẻ như anh. Nổi tiếng với các video mang nội dung vui vẻ, trêu chọc hay thực hiện những thử thách khác người, Hưng Vlog nổi lên nhanh chóng và không khó để có thể đạt được nút vàng từ YouTube. Sau 6 năm theo đuổi con đường này, Hưng Vlog đã có cho bản thân một mức thu nhập ổn định, thậm chí là khá giả hơn nhiều người khác. Anh cũng còn được biết đến khi là người đứng sau sự thành công của bà Tân Vlog, kênh YouTube gây bão mạng xã hội vào thời điểm năm 2019 bằng nội dung độc lạ chưa từng có tại Việt Nam. Ngoài ra, bà Tân Vlog còn đặc biệt hơn khi cũng chính là mẹ ruột của anh. Tuy vậy, vẫn không ít lần chính nhờ sự nổi tiếng của mình mà Hưng Vlog đã gặp không ít những ồn ào không đáng có. Mới đây, chạy theo xu hướng bán hàng hiện tại trên TikTok, Hưng Vlog đã tập tành lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Theo đó, nam YouTube đã đăng hàng loạt clip quảng cáo mật ong, tự nhận đây là mật ong hoa vải, một đặc sản nổi tiếng ở Bắc Giang, được thực hiện thủ công, đảm bảo an toàn. Anh cũng thường xuyên lên sóng livestream để quảng cáo mật ong. Theo đó, mức giá anh đưa ra là 215.000 đồng cho 2 lít mật ong và thậm chí là free ship trên toàn quốc. Đây được nhận xét là một mức giá quá rẻ, thấp hơn nhiều so với giá mật ong ngoài thị trường. Hơn nữa, đây cũng là mật ong hoa vải. Cũng chính vì sự chênh lệch giá cả này mà con trai bà Tân cũng bị tỏ ra nghi ngờ. Người tiêu dùng đồng loạt cho rằng rất có thể đây là mật ong không thật sự nguyên chất như những gì Hưng Vlog giới thiệu. Nhiều người dân tại Bắc Giang cũng đã thẳng thắn tự tin khẳng định rằng mật ong mà Hưng Vlog kinh doanh không phải là mật ong hoa vải. Theo lời những người này, họ cho rằng nếu chắc đó là mật ong hoa vải thì không bao giờ có giá trị thấp như thế. Giữa ồn ào sự việc thì đài truyền hình Việt Nam VTV lại lên hẳn một bài phóng sự quay cận cảnh và bóc trần quy trình làm mật ong giả từ nước đường của nhiều cơ sở. VTV cũng nhằm khẳng định, khuyên nhủ mọi người không nên sử dụng những loại mật ong không rõ nguồn gốc xuất xứ này, tránh tiền mất tật mang. Ngay khi cơ quan truyền thông chính thống lớn nhất Việt Nam vừa đưa tin, thì lập tức netizen lại phát hiện thêm một chi tiết lạ lùng đến từ Hưng Vlog. Cụ thể, anh đã tự tay xóa sạch mọi video bán về mật ong mà anh đã đăng tải quảng cáo trước đó. Hàng chục clip đều bay màu, không để lại bất cứ dấu vết gì. Thậm chí Hưng Vlog còn tuyên bố hùng hậu với khách hàng đã hết mật ong để bán. Trên kênh TikTok cá nhân, khán giả có thể dễ dàng nhận ra Hưng Vlog chỉ còn để lại những clip quay cảnh sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của anh. Ngoài ra, trên thanh tìm kiếm của TikTok, người dùng cũng đã bắt đầu đẩy lên xu hướng từ khóa tìm kiếm Hưng Vlog bị phốt mật ong hay Hưng Vlog bán mật ong giả. Tất cả những điều này càng khiến cho sự nghi ngờ về chất lượng mật ong mà con trai bà Tân Vlog bán ra thị trường càng được đẩy lên cao hơn. Hiện vụ việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù Hưng Vlog chưa lên tiếng phản đối hay xác nhận bất cứ điều gì về những câu chuyện liên quan đến mật ong của mình bán, nhưng người tiêu dùng cũng dần né tránh và tự mặc định cho rằng đó là mật ong kém chất lượng. Bên cạnh đó, cũng kêu gọi mọi người phải tìm hiểu và chọn lựa kỹ càng trước những lời quảng cáo trên mạng, mặc cho đó là của người nổi tiếng bán.